kính thưa tất cả ông bà cô chú anh chị, thì hôm nay hành trình của nhóm sẽ là ở đường quận 8 và quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Thì hôm nay phần quà đầu tiên của buổi chiều ngày 4 tháng 8 đó là gửi đến bốn chú lớn tuổi thợ hồ ở Phú Yên bị mắc kẹt, thất nghiệp mắc kẹt ở Sài Gòn. Thì bốn chú phụ hồ này có chia sẻ là giờ đã mắc kẹt lại ở Sài Gòn 2 tháng nay rồi và đã hết thực phẩm, và hôm nay nhóm nhất định sẽ gửi trao cho chú những phần thực phẩm tươi ngon. Bốn chú hôm giá lợi trong công trường luôn hả? Nằm trong cái kho tạm của ông chủ, coi như là dạ, lấy 4 phần đi. Nằm đi giờ kẹt rồi, hết đường. Mình kẹt không về quê được. Đúng rồi, nhưng mà đâu có đường về đâu. Rồi ăn uống đồ sao? Mấy ngày qua sao? Ăn uống thì giờ ăn mới có rau muống đó. Con nghe nói là chú hái rau gì đó xung quanh này để ăn hàng ngày mà. Có cái đếm rau muống một lắm. Đó rau muống hả? Giờ được đếm rau muống to. Rồi hôm nay tụi con có gà nè, có rau, có bí đỏ, bí chanh chứ hay bí đỏ, còn bí đỏ. Nói chung là cảm ơn mấy con thôi. Chú mừng, chú cảm ơn thay mặt anh em cảm ơn. Nhà chú bên kia mà. Ở đâu chú? Nhà chú ở đâu chú? Ở trong bên kia. Đứng đứng ngay để ngay cái nói giùm chú đi. Đây 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 cho đi đó không được. Đi đây giờ đi ngõ này. Đi đây. Đi đường nào đó? Đi đây. Để ngay cổng chú là được không? Chú ở Phú Yên là quê chú ở huyện nào? Chú ở ngay thành phố con. Thành phố con một thành phố luôn. Đường ngoài nào? Sân bay Đông Tác. Thì đó là kêu là mới thành phố. Ừ. Cái sân bay đó là thuộc quận Phú Long. Đâu có mạng hiểu. Ở ngay chỗ mà thi công viên cũ mình bị bữa giờ rồi nó bị sập cái đó. Dạ. Ở ngay chỗ bạn nhìn mà nó nắng lên cho con đó là đó cháu nhà. Dạ cháu trong nhà luôn, vậy là cháu coi YouTube được biết được rồi nhắn tin gửi tin lên cho mình. Mà chú cũng đâu biết ở nhà có đâu tìm hiểu được mới gọi nó vô cái gửi lên giùm. Đó là... Do là chú không đi ra đường mua đồ ăn được hay là do không có tiền? Thằng thầu nó đâu có gửi tiền gì, người tắt máy không? Thầu tắt máy luôn hả? Tắt máy luôn. Giờ, nó có nghe cũng chịu, giờ nó nằm Đà Lạt. Phải ở cho đây. Đà Lạt á, Đà Lạt. Cho nên mọi người để em dịch lại cho anh, thằng thầu giờ nằm Đà Lạt, nó tắt máy luôn. Không, là không, nó coi như nó tắt máy luôn, không gọi điện thoại. Để không bắt máy. Như từ chờ dịch Covid mà... Em có mang tiền theo không? Có. Vậy trích ra 500 ngàn là cái tiền của cô kia cổ gửi 9 triệu cho mượn 500 thôi để em để. Còn cái không, phần này không. Khác thằng Thảo nó cãi chị không á, chị buộc bực quá ha, để chị cái phần tiền này có người hỗ trợ cho mình mượn 500 nữa đi, đúng cho mình mượn 500 nữa mượn ha, cho mượn 10 triệu nãy gửi cho Thảo sửa xe nhưng mà Thảo trích 500 ra rồi chú trong ngân giải đoàn. Dạ. Cái người mà giới thiệu cho chú á, là cái bạn này đi câu cá. Thấy mấy chú này hái rau ăn. Dạ. Rồi bạn này mới thông tin cho em. Rồi chúc cho mấy chú vượt qua dịch nha. Cảm ơn cả đoàn. Dạ. Nói chung thiếu thứ khác mà rau thì không thiếu. Dạ. Dạ. Rồi thôi vậy nha, chú dạ. Sẽ dùng tiền này mua thức ăn hàng ngày. Rồi cháu cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ, đây chú Trung hả? Chú dạ. Ở chung với chú này luôn. Dạ. Rồi, tụi con đi nha. Dạ. Rồi đây thực phẩm mọi người gửi. Tròn kìa đủ 18 phần luôn á. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Cái ông chú hồi nãy đâu rồi anh? Dạ đây. Gọi giùm ông phải. Đây. Bây giờ cho một người ra lấy mẫu, một người tiêm hộ đầu tiên ấy. Dạ dạ. Anh Quế, em lấy chiếc chân Quế. Dạ dạ dạ. Anh xác minh, đứng đây anh xác minh em lấy sau cùng đi. Dạ dạ dạ. Chị ơi gạo nó có chị chứ nha. Mặt khác đi. Dạ. 18 phần có đủ hết. Dạ. Rồi ra. Rồi ra đây, ra đây. Dạ dạ dạ. Tôi chết ông tài nè. Rồi, tài vô đi. Rồi ra. Cho tao lấy cho lẹ chú. Để tao tự lấy rồi chú ơi. Rồi, cảm ơn. Cho tao tự lấy rồi. Cho tao tự lấy thì cháu heo đó chị ơi.
chú Hải nè. Dạ. 18 hộ đại diện chú, cảm ơn chú này. Dạ, là... cảm ơn dạ dạ dạ. Dạ dạ. Nếu không có chú đó thì mình không biết sớm này không? Cảm ơn các anh chị đã đến đây với bà con tổ 28 khu phố 2. Dạ, dạ cảm ơn rất nhiều. Rồi, được rồi chú. Rồi, cảm ơn. Dạ, được rồi anh ơi. Chúc mấy anh chị về sức khỏe nha. Dạ, dạ.